Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khải anh em ơi. Ngày hôm nay thì bán cái đào anh em ơi. Nói chung bữa mua 14 kim. Bây giờ rao lên 14 kim lại, nhưng mà ông này ông trả giá thôi, bán 10 kim. Lỗ lỗ 4 kim nè. Đây anh em ơi. Đây này lúc đầu khi mua cái đánh thì cũng top 15, 16 rồi, một được một trận top 7, trận top 8. Đó. Thì bây giờ thì Khải có đao mọc rồi, bây giờ thì cái đao này Khải mang đúng 4 lần anh em, đánh đúng 4 lần. Đánh đúng 4 lần mất chi phí 4 kim. Ok. Thôi chung bán cho ông được, ông đang nỉ dữ quá. Ok. Thôi ok nha. Quý lắm đó. Quý lắm, bán rẻ cho đó. Tôi mua 1 triệu đó. Bán rẻ không 10 kim cũng được nè mà. Bây giờ trong bang cũng rao rồi mà trong bang không ai mua thì nó thiệt. Muốn bán rẻ cho bang mà bang lại cứ không chịu trả giá, không chịu nói này người chức bang không cần nữa. Chúng không cần bán ra ngoài. Bây giờ Khải xác định hồi xưa giờ Khải sai đồ cũng vậy thôi nè. Khải sai đồ thì cứ mua thì mua đó, nhưng mà lúc bán thì chả bao nhiêu cả, xác định lỗ nè mà. Ai chơi rồi anh em cũng biết rồi, ai chơi game cũng vậy thôi. Mình mua thì nhiều thì không biết, tại vì mình cần. Lúc mình cần thì mình mua sao mình cũng mua đó. Nhưng mà lúc mình có dư rồi cảm giác thì thôi đỡ thừa quá, đỡ phí nữa. Thôi cứ rao lên bán được nhiều bán như rồi, nhưng bán đúng giá lại nhiều khi anh em lại trả giá này nọ, không dùng không mua. Ok, bây giờ vừa rồi đó, cũng như xưa giờ đó, mua xong không xài nữa bán lại lỗ, xác định lỗ vậy thôi nữa. Lỗ 4 kim. Rồi ok, không sao, coi như là mình không xài nữa mình bán được rồi chứ. Rồi hiện tại còn có một dư cây đao top 20, độc sát 30-31, anh em là mua liên hệ nè. Khả đang đấu giá với 4 triệu tương đương là 60 kim đó. Anh em mua liên hệ nha nè. Còn cây cuối cùng ai mua liên hệ được giá thì bán anh em. Đao này cũng đao ngon mà. Tốc 20 đọc sát 31 điểm trên dây. Tại vì Khải tốt tống kim. Tại có cái Khải có cái đao 30 rồi. Cái đao này cũng chút Khải mua 3,5 triệu. Thì cái đao tốc 20 thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn một tí. Thôi trên mình giao lại 4 chủng 3M đi, ai mua 3M. 3M hay. Khỏi phải trả giá luôn nè, cũng lắm kia. Mua liên hệ khỏi trả giá luôn với công. Alo, Zalo. Đó. 3 triệu vào việc lẻ luôn nè, mình khỏi phải mất cả này nọ, chỉ mất thời gian. Rồi ok, anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Video này thì cũng không gì hơn Khải muốn cho anh em xem là Khải đã bán được đao kim rồi, và còn một cái đao mọc cuối cùng đó. Cái đao này hôm trước Khải mua 3,5 triệu, anh em cũng thấy này đó, tóc 30, còn đao này tóc 20 thì nó sẽ rẻ hơn một tí đó. Rồi ui, nãy mình bị bơ ca ba nữa ta. Rồi anh em xem video nhớ đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ cho em, và Khải hay like vào lúc 7:30 hàng ngày nè. Anh em nào có hứng thú thì 7:30 ghé lên kênh YouTube về Khải Gaming để xem những trận đánh của băng ngáo, cũng như là những trận đánh tống kim, phong độ vượt ải các kiểu trên cái kênh YouTube của Khải nha nè. Cảm ơn em rất là nhiều. Bye.